Rồi, xin chào mọi người trở lại với channel thú vị bốn phương của tụi mình nha. Thì ngày hôm nay đã là 25 Tết rồi mọi người, 25 Tết âm lịch đó. Nên là hôm nay gia đình mình có một cái chuyến đi về tổ mộ ông bà ở Bến Tre nha mọi người. Đó, thì ngày hôm nay lại rơi vào ngày chủ nhật nên là xe đi rất là đông và gia đình mình tranh thủ đi rất là sớm. Bây giờ là 4 giờ 30 rồi mọi người, 4 giờ 30 5 giờ gì đó. Ngoài đường thì xe cộ cũng rất là đông rồi nên tụi mình phải tranh thủ đi để mà né cái kẹt xe ấy mọi người. Anh Bây cho anh xe giờ đi là nào, anh đã nhớ ví dụ hình như mà là khoảng 6 giờ đi rưỡi đâu rồi mọi em người, để thì nào mình buồn đã buồn ngủ buồn được một chút xíu rồi, hình như là khoảng đâu nửa tiếng gì đó. Thì lúc nào nãy xe kẹt cộ nhiều xe, mà xe nó dừng dừng ông á, mình cũng mệt và mình cũng ngủ tiếp đi mà không hay. Đó, bây giờ là lên cao tốc rồi mọi người, rất là đông mà xe đang chạy rất là nhanh. Ngoài bên kia là mặt trời nó đang mọc á mọi người, rất là đẹp ha. luôn sợ sợ lắm anh ơi. Đây là cầu Gạch Miễu mọi người. Nếu mà ngày xưa mà cách đây khoảng vài năm thì nếu mà mình đi về Bến Tre thì mình phải đi phà nha Đẹp mọi ghê người. không đó, Còn bây đúng giờ thì đúng có đúng cái đúng cầu đúng Gạch Miễu nè, nó không bắc ngang qua ok sông ok luôn, cái cảnh rất là đẹp ghê cao. không đó, ok Thì nói chung thì cái đường nó rất là nhỏ nhưng mà cái đường này ngày xưa người ta xây chỉ có hai lane thôi. Đó, đây là xe chạy sát sát nhau mọi người. Nên giữa cầu thì rất là đẹp. Đó. Mọi người thì đang đi bằng xe máy về quê rất là nhiều nha mọi người. Ngày hôm nay thì người ta đổ bộ về quê một đợt rất là đông. Mình phải dùng từ rất là đông luôn. Nhưng mà không sao nha. Về quê thì điều ai cũng phải nên làm ngày Tết mà mọi người đúng không? Nên đông một chút thì cực một chút thì cũng cố gắng thôi. chào mọi người nha, mình đã đang ở có mặt ở thành phố Bến Tre nha mọi người. Sáng giờ đi rất là kẹt xe luôn, hôm nay là ngày 25 Tết âm lịch nha mọi người, nên là mọi người người ta đi bảo mộ rất là đông đó, rất là đông, nên là bây giờ mới mới ghé được vào cái quán Lữ Hải để mà ăn sáng, ăn hủ tiếu rồi nha. Ok thì bây giờ mình sẽ vô đó mình ăn coi như thế nào nha. Nói chung không ăn thì phải Đó, tô nói bò gì kho ra đâu, cho mọi người đó. đến Ui. đây lát cho tao mày ăn sao giờ Ui, thơm rất là thơm nha, mày trời thơm xuống phức ăn luôn. cò bảy ăn bù Gấp lên cho mọi người coi nha. Trời ơi, phê ăn lát cò luôn. bảy này chua chua Đã tao nói mày chua kêu phở nãy là mày ăn bánh phở không, mày đừng Quá ăn đã bò đừng luôn. ăn nước, nhưng mà ăn Quá bánh đã không á, luôn. bò này hấp dẫn sao được không, Không biết ăn nó ăn. không biết ăn mỗi sao mày không thích Trời, ăn khói bay nghi ngút lên luôn nha mọi người đó. bò. Quá trời mệt luôn nhưng mà ăn nửa tiếng hộ giờ tô bò này. Coi tô bò này, đây này, 20 cục bò đây bò này, bên đây nhiều đó, kìa trên đây quá trời bò luôn nha mọi người, 20 cục luôn á, nè bên đây nữa nè, đó, đó kêu thêm rồi, một tô ngoại giá hú hồn luôn, chỉ có 30 ngàn một tô thôi, ba chục bò ngàn một tô ngồi quán nước chịu nổi luôn, quán Lữ Hải cầm 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 mình bảy ra cầm đây nữa Bến rẻ Tre nè hơn mọi người, kinh khủng luôn. Rồi rồi bây giờ đã ăn xong rồi mọi người, bây giờ đã ăn xong rồi nha, mới mua bịch đặc sản khô bò Lữ Hải đây đó. Nè, khô bò Lữ Hải nha mọi người, bịch có 100 ngàn, quá trời luôn, biết bò gì nữa, ăn con rất là nhiều bò luôn. Rồi, rồi mình tới trạm đầu tiên mọi người, huyện Tiên Tiên Thủy Bến Tre mọi người. Mình đã tới đó rồi. Ok, giờ bây giờ đi vô trong nha. Bây giờ vô trong nha. Trời nắng rồi, mình chùi cái ống kính. Đây cái vú lửa quá trời. Đây, đây là chiến lợi phẩm của mình nha. Ủa chạy con đâu? Đây, ăn mình ăn vú sữa nha mọi người. Vú sữa nó vừa hái trên cây luôn tại nè. Vườn luôn, tại vườn luôn. Đó, tại vườn luôn nha. Đây mình ăn một trái nha. Ngon. Ui. Heo mất Này.
Ui, đây đây đây. Đây đi con. Nào quất cái nha, mời mọi người cái nha. Hộp vô trái cho bộ ơi. Ngọt lắm mọi người ơi. Đây, đó bây giờ thấy nữa nè. Rồi. Ôi, quá. Chụp thấy thấy thấy. Đi. Chụp mẹ tắm thôi. Đây là cái mít nè. Đây là cái mít nha mọi người. Đây là trái mít nè mọi người. Đây. Đây đi bên đây nè. Đó, trái mít nè, to rất là to nha. Người ta leo lên người ta hái dừa nhưng mà này, chú này đang đã mình hái dừa nè. Rất là xanh luôn. Bến Tre người ta leo lên ghê lắm nha. Ok luôn. Cái này ông quầy mới hái luôn, nãy mới quầy mọi người. Đã không? Được không? Rất là to luôn, xách không nổi luôn. Cái dừa nhỏ nhỏ vừa lửa mọi người. Ngọt lắm nha. Đó, giật nó hái. Bây giờ tụi mình sẽ giờ đi đi qua trạm thứ hai mọi người, qua bên chỗ tảo mộ mọi người để thăm người thân xong rồi. Đây có trái mít nè, chiếc to bự hơn cái mặt của mình luôn đó. Rồi bây giờ thì mình sau khi ngồi đằng sau thì mình bị sốc á, mình mắc ói á mọi người, nên là bây giờ mình sẽ chuyển lên đằng trước. Thì mọi người thấy thì mình đang đi ở trên cầu Hàm Luông á mọi người. Thì ngày xưa thì cùng với phà Gạch Miễu thì phà Hàm Luông cũng là một cái phà mà rất là đông người đi. Thì bây giờ đã có cầu Hàm Luông rồi nha mọi người. Mình đi lên cầu Hàm Luông là mình sẽ đến nơi. Đó, mình qua cầu Hàm Luông mình chạy thêm một đoạn nữa, khoảng chừng mười mấy cây á, 20 cây gì đó thì sẽ đến nơi mình tảo mộ nha mọi người. Mà ngang chứ siêu đi êm quá ha. Mọi người có thấy ở cái xa xa kia dừa, không? Dừa. Đó là cái dừa đó mọi người. À, cây dừa, dừa thì đặc sản Bến Tre là dừa đó mọi người. Mình nhìn bạt ngàn là dừa luôn. Rất là nhiều dừa nha mọi người. Nhìn đâu đâu cũng thấy dừa hết. Nhìn mê lắm mọi người ạ. Ở xuống ở đây thì mọi người muốn uống nước dừa hay là cạo cơm dừa đó thì cứ xin người ta là người ta cho à. Nhưng mà mình cũng nên mua nha mọi người, nên mua để ủng hộ người ta chứ đừng có xin hoài nha mọi người. Chứ sợ dừa nha, sợ dừa. Rồi vậy là mình đã đến cái điểm thứ hai rồi mọi người. Nhà mình đã đến điểm thứ hai rồi nha. Bây giờ sẽ vô là lau chùi mộ ông bà ngoại chứ là bà cố nữa, bố ngoại của mình nha. Tết nhất thì ai nhà nào cũng thường thì nhà nào cũng có những cái công việc như vậy nha mọi người. Đấy. Mọi người đang chuẩn bị á. Rồi thì bây giờ gia đình mình đang chuẩn bị các thức ăn truyền thống như là thịt kho vịt nè, thịt sườn ram nè, canh chua nè, những cái món đơn giản thôi ha mọi người. Đó thì những cái món này là nấu xong thì sẽ mang ra ngồi cúng nha mọi người. Thì mình sẽ không có quay nhiều. Thì cái này là do những cái vấn đề khác nữa, như là tâm linh chẳng hạn thì mình sẽ không có quay và cũng như là đề cập nhiều ở ngoài đây nha mọi người.
tiếp con siêu luôn á. Vô siêu luôn á. 51. Má ơi. Đó bà con nha. Chứ vẫn không có. Nè. 54. Trời ơi. Má ơi. 23. Trời hàng lẻ. Chứ mà không ai đợi luôn. Không dừng nãy giờ. Nè. 69. Trời mẹ ơi. Trời 69 nè. Con không đợi luôn. Không biết đợi là gì luôn. Vô siêu hết trơn. Bốn bốn phát hiện một cái cây khổ qua nha mọi người đó. Cây khổ qua rất là to mọi người. Của nhà người ta nha, chứ không phải đây. Đây nè, cây khổ qua rất là to luôn đó. Đây là những cái trái nhỏ mình nãy mình thấy mấy trái bự lắm. Những cái bự nè. À. Trên nhà mình thì có trồng một cái cây khổ qua Nhật Bản, nó màu trắng nha mọi người. Đó. Nè, đây là màu trắng nè mọi người. Đó. Nó to. Ta dở nhà. Đã luôn, hộp dịch. Rồi sau khi đã tạo màu xong thì mình và nhìn mới về nha. Ok. Giờ chắc về sẽ kẹt xe quá trời luôn á. Thủ nhưng mà mình bây giờ mình lên xe nha. Rồi sau khi mà mình và gia đình mình lên xe được khoảng nửa tiếng chạy một chút đến cái dãy Thanh Long á mọi người, thì kẹt xe quá trời luôn nha mọi người, rất là tranh thủ rồi. Bây giờ mới có 3 giờ chiều thôi nhưng mà xe ba làn gần như là cứng ngắc luôn mọi người ạ. Đó thì đứng như vậy chắc cũng phải nửa tiếng rồi đó, thì mình dự là chắc đường về chắc cũng hơi xa đó nha mọi người. Đó thì máy camera của mình cũng đã hết pin rồi, mặc dù mình dùng đến 3 cục lần đó. Nhưng mà cũng không đủ. Thôi thì video cũng dài rồi. Và mình cũng xin kết thúc cái video chia sẻ về hành trình tổ mộ của gia đình mình ở đây nha. Và mình cũng rất là vui được mọi người đồng hành. Nếu mọi người cảm thấy hay thì đừng quên cho mình một đăng ký. Và đừng quên là hãy bình luận cho tụi mình về những ý kiến đóng góp mà mọi người mong muốn nha. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.